Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của gia đình Cam. Ngày hôm nay thì đã cận kề gần đến ngày 20 tháng 10 rồi. Và hôm nay bố Cam sẽ vào bếp để làm một món ăn để cả nhà chúng mình sẽ cùng ăn. Món ăn ngày hôm nay đó chính là món vịt nấu với cả măng dối. Đây là một món ăn rất là ngon, rất là dễ làm. Và bọn mình sẽ ăn cùng với cả miến. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay ngay vào làm món ăn này nhá. Đồng hành cùng bữa nấu ăn của bố ngày hôm nay có bếp phó Cam Cam. Nhưng mà bếp phó này thì đang xem hoạt hình rồi. Nhìn cái gì? Nó làm lại em nào? Đây là tất cả những cái nguyên liệu mà mình sẽ làm món vịt nấu với cả măng dối ngày hôm nay. Đầu tiên là chúng ta sẽ chắc chắn là sẽ phải có một con vịt rồi. Sẽ có một chút thịt xay để mình làm mọc này. Có măng dối, có một chút mộc nhĩ để chúng ta cho vào mọc. Có hành lá, có mùi tàu. Mất trật tự quá. Có một chút lòng của vịt để mình sẽ nấu với miến, nấm hương, các loại gia vị. Ở đây mình có cả miến nữa. Rồi, sau khi đã đầy đủ tất cả những cái nguyên liệu ở đây thì bây giờ mình sẽ bắt tay ngay vào việc nấu. Hôm nay thì là ngày nghỉ mà, cho nên là sẽ có bạn bếp phó này giúp bố. Nhưng mà bạn ấy rất là mất trật tự, cho nên là mọi người thông cảm nhé. Có thể thơm bố một cái không? Cái ngày 20 tháng 10 này lại đúng vào cái ngày nghỉ nữa, cho nên là hôm nay có tất cả các thành viên ở nhà. Và bây giờ mình sẽ nấu món này. Món này thì sẽ nấu rất là nhanh thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải làm cái phần vịt. Vịt thì mình cũng đã rửa. Trời ơi, nó đang ôm dưới chân này. Vịt thì mình đã rửa xong xuôi rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi chặt nhỏ phần vịt này ra để có cái miếng vừa ăn mọi người nhá. Dạ. Đang rất ồn ào trong kia kìa. Sau khi mà phần vịt các bạn đã chặt được xong như thế này, được những cái miếng vừa ăn, thì bây giờ chúng ta sẽ cho gia vị vào để tẩm ướp. Đầu tiên thì mình sẽ cho 1/2 thìa canh hạt nêm này, 1/2 thìa canh gia vị, 1 thìa cà phê hạt tiêu. Sau đó thì bây giờ chúng ta sẽ thái vào trong này thêm cả hành tím nữa. Hành khô như thế này này mọi người. Chúng ta sẽ cho hết cái phần hành đã băm vào trong vịt. Và sau đó thì các bạn sẽ trộn đều cái hỗn hợp vịt này lên nhá. Phần thịt heo để làm mọc ăn kèm thì các bạn cũng sẽ cho vào đây hành băm ra. Và sau đó thì các bạn cũng sẽ cho vào đây 1/2 thìa cà phê bột canh, 1 thìa cà phê hạt nêm và 1/2 thìa cà phê hạt tiêu nhá. Một nguyên liệu nữa để các bạn cho vào mọc đó chính là mộc nhĩ. Ở đây thì mình đã có ngâm nở mộc nhĩ đây rồi. Bây giờ mình sẽ băm nhỏ và mình sẽ cho vào trong thịt. Chúng ta sẽ cho hết cái phần mộc nhĩ đã băm này vào trong thịt luôn. Rồi, sau đó các bạn sẽ trộn đều cái hợp thịt này lên nhé. Nguyên liệu tiếp theo là với phần măng thì chúng ta sẽ luộc. Ở đây thì buổi sáng ấy, khi mà mình mua cái măng này thì mình đã hỏi cô ấy là cần phải luộc mấy lần, thì cô bảo chỉ cần luộc đúng một lần thôi. Tại vì măng này thì cô ấy cũng đã luộc rồi, mình có mua về tước ra. Thì các bạn chú ý là nếu ấy, bình thường măng ở bên ngoài người ta ngâm rất là nhiều chất, xong rồi nó có rất là nhiều các axit tiếp theo nữa. Nhưng mà cái cách xử lý nó cũng rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần đun sôi cái măng này lên khoảng là tầm 10 đến 15 phút. Nhớ là không đậy vung nhá, để cho nó bay hơi hết tất cả những cái chất không tốt lên. Thì như vậy là măng của bạn đã được xử lý rồi. Các bạn làm như vậy rất là đơn giản, chỉ cần luộc từ 1 đến 2 hoặc 3 lần tùy vào măng. Ở đây thì mình sẽ cho thêm một chút muối, nữa. Sau đó thì mình sẽ luộc đến khi cái măng này nó sôi lên được 10 phút nhá. Trong thời gian mà đang luộc măng thì mình sẽ sơ chế cái phần lòng mề này. Món này hoặc là món bình thường những cái nồi canh măng Tết nấu với cả sườn với cả chân giò ấy, mình rất là thích ăn với cả miến hoặc là mì luôn. Thì ở đây mình có miến Phú Hương. Thì cái loại miến trộn này thì mình đã từng review trong một blog mà vợ chồng mình mukbang rồi đúng không? Hoặc là cái miến như thế này, cái miến không như thế này, không có gói gia vị, thì các bạn hoàn toàn có thể dùng để cho việc có thể là nấu ăn này, ăn nấu, hoặc là các bạn dùng để làm nem cũng được. Hôm nay thì bọn mình sẽ nấu luôn bằng cái gói ăn liền này. Đó, rất là tiện, rất là ngon nữa. Bây giờ thì mình sẽ sơ chế phần lòng gà này nhá. À, phần lòng vịt. Rồi, các bạn chỉ cần thái nhỏ thôi, để một lúc nữa chúng ta sẽ xào sơ qua. Sau đó thì chúng ta sẽ nấu với cả miến. Trong thời gian mà đang luộc măng thì mình sẽ xào cái phần lòng mề này trước cho nó tươi nhá. Bếp phó thì
với phó thì ăn xôi với cả tôm màu rồi, chả giúp được cái việc gì cả. Các bạn sẽ phi thơm cái phần hành khô này lên, mùi rất là kích thích luôn. Sau khi mà cái phần hành này đã thơm này thì các bạn sẽ cho phần lòng mề vào. Tại vì là có tiết ấy, cho nên là các bạn nhớ đảo nhẹ tay đi nhá. Nếu mà đảo mạnh quá nó sẽ bị nát ấy. Các bạn sẽ nêm nếm vào đây một chút bột canh và một chút hạt nêm nhá. Sau khi mà mỡ đã già thì các bạn sẽ cho phần hành khô vào. Wow. Cái mùi mỡ mà thể phi hành khô như thế này nó thơm lắm luôn đó mọi người. Sau đó thì mình đã cho chỗ vịt đã ướp được 20 phút vào. Và đảo đều lên. Các bạn sẽ đảo đến khi cái phần vịt này săn lại là được nhá. Đây, nồi măng đã đang sôi, các bạn cứ mở vung và cho nó sôi như vậy trong khoảng từ 10 đến 15 phút. Còn bên này là nồi vịt thì mình sẽ xào cho đến khi những cái miếng vịt này nó săn lại. Nồi vịt sau khi mà chúng ta đã đảo săn được như thế này thì các bạn sẽ cho nước vào. Nước thì các bạn chú ý là chúng ta phải cho nước nóng, đừng cho nước nguội mọi người nhá. Nếu mà chỉ để ăn om bình thường thì các bạn cho xâm xấp mặt như thế này là được. Nhưng mà tại vì là mình còn nấu cả miến nữa cho nên là mình sẽ cho nhiều nước một chút. Tại vì một lúc nữa nấu nó sẽ còn cạn đi nữa mà. Mình sẽ nấu vịt trong vòng 30 phút nhá mọi người nhá. Thì không cho giúp bố nấu ăn à? Hả? Có giúp bố không? Con biết hôm nay ngày gì không? Hả Cam? Ô đừng vẫy ra bán. Con biết hôm nay ngày gì không? Ngày gì? Trong quá trình nấu chín vịt thì các bạn sẽ cho thêm vào đây một vài lát gừng nhá, để cho thơm. Và phần măng của chúng ta thì cũng đã sôi rồi, bây giờ mình sẽ bỏ ra, chắt hết những cái nước này đi và sẽ ngâm ở trong nước lạnh nhá. Phần măng sau khi mà đã luộc xong thì các bạn chắt cái nước luộc đi và sau đó thì chúng ta sẽ xào bằng nước lạnh. Bây giờ thì mình sẽ để đây để một chút nữa sau khi mà phần thịt vịt đã mềm thì mình sẽ cho măng và cho nấm vào. Bây giờ thì mình sẽ nặn mọc nhá. Lý do mà tại sao mình muốn nói là với món này mình sử dụng mỡ thay vì sử dụng dầu thì các bạn có một cái sự chú ý nhá. Đấy là khi mà chúng ta nấu tất cả các món liên quan đến măng thì các bạn nên sử dụng mỡ lợn, nó sẽ ngon hơn là dùng dầu rất là nhiều. Khi mà các bạn dùng dầu ấy, mùi nó sẽ ăn nó hơi bị nói chung là bị hắc hắc, không ngon đâu. Cho nên là các bạn nhớ là những món mà có sử dụng măng thì chúng ta hãy sử dụng mỡ lợn nhá. Sau khi mà đã nấu xong phần vịt và phần vịt này đã chín mềm rồi thì các bạn sẽ cho nấm và cho măng vào nhá. Mình sẽ cho nấm trước này. Các bạn sẽ đun hỗn hợp này lại trong vòng 15 phút. Đi em mang cây ra tặng bố. Đây, mình đã nặn hết những cái viên mọc đây rồi. Và bây giờ những cái viên mọc này thì mình sẽ cho một cái rây như thế này và mình sẽ nấu ở trong cái này để cho nó không bị lẫn và bị nát vào trong canh ấy. Đây, các bạn có thể thấy này, sau 10 phút thì cái phần mọc này của chúng ta nó cũng đã chín. Phần măng với cả phần vịt ở dưới cũng chín rồi. Các bạn nêm nếm thêm gia vị và hạt nêm sao cho vừa ăn nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thêm hành và rau mùi tàu vào nữa. Và sau đó chúng ta sẽ nấu miến. Đây là phần hành và mùi tàu mà mình đã thái nhỏ này. Bây giờ thì mình sẽ vớt phần vịt này ra. Mình sẽ chừa lại nước để mình nấu miến nhá. Rất là thơm luôn. Các bạn chỉ cần cho vào như thế này là cái phần hành và phần rau mùi tàu ở bên dưới nó cũng sẽ chín. Và bây giờ thì mình sẽ nấu miến. Mình sẽ sử dụng hai gói miến ăn liền phú hương như thế này. Bình thường nếu ăn những cái món này ấy, mình thấy rằng là ăn miến hoặc là ăn mì nó sẽ đậm đà hơn rất là nhiều. Và bây giờ trên fanpage của miến phú hương thì đang có một challenge giải thưởng trị giá lên tới 200 triệu đồng đấy, cho nên là các bạn hãy lên trên đó để tham gia nhá. Ăn miến thì mình thấy rằng là ăn với món này thì nó cũng sẽ rất là hợp đấy, thơm. Và mình cũng sẽ sử dụng luôn những cái gói gia vị ở trong gói miến ăn liền này để làm cho món miến thêm đậm đà. Đây, ở đây thì mình đã có thêm lòng mề và mọc nữa rồi. Bây giờ mình sẽ thả cái phần miến này vào trước. Các bạn sẽ cho luôn phần mọc này đó và phần lòng mề đã xào vào, chúng ta nấu chung với miến luôn nhá. Ở đây mình sẽ cho luôn thêm cả một ít hành và một ít rau mùi tàu này. Như vậy là nồi miến của chúng ta đã xong rồi đấy. Rất ngon luôn. Ăn cơm thôi. Xin đấy. Miến nha. Cảm ơn các bạn bắt kia tí nhá. Mồm đâu nhỉ? Có gì nhỉ? Có ăn. Miến thơm quá. Đấy, như vậy là rất là nhanh thôi, chỉ mất khoảng tầm gần 2 tiếng đồng hồ. Mất một nửa thời gian là để mình sơ chế làm sạch sẽ ăn vịt rồi ấy. Cho nên là món ăn này đã hoàn thành và ngay bây giờ thì cả nhà mình cũng sẽ ăn bữa trưa. Chiều nay thì bọn mình sẽ có một kế hoạch là đi chơi này, cho Chun đi chơi rồi mua cho Cam sách vở bút tô màu để chào mừng ngày phụ nữ.
20 tháng 10. Ok, còn bây giờ thì cả nhà mình sẽ ăn cơm nhá. Hẹn gặp lại mọi người những vlog tiếp theo. Và nếu mọi người thích hãy ấn like, subscribe, click vào cái chuông và tiếp tục ủng hộ gia đình Cam Cam nhá. Tạm biệt mọi người, bye bye. Bye bye, Cam bye bye.